Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu tổ chức đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2023-2028. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố và 120 đại biểu đại diện ở các sở ngành đoàn thể tỉnh. Nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự nỗ lực không ngừng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, công tác đối ngoại nhân dân đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt thường xuyên duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác với nhân dân các địa phương của tỉnh Vân Nam Trung Quốc như giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, kết nghĩa thôn bản. Ngoài ra, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, trao đổi đoàn các cấp, hoạt động giao lưu với nhân dân các tỉnh Bắc Lào, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội, quảng bá hình ảnh mảnh đất con người Lai Châu với các tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa của các dân tộc trong tỉnh tới bạn bè và các đối tác quốc tế. Nhiệm kỳ 2023-2028, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, mở rộng hợp tác quốc tế, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, phát triển tổ chức liên hiệp hữu nghị vững mạnh. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập với những thời cơ và thách thức đan xen đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với tất cả các lĩnh vực công tác, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân. Do đó, các đồng chí đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm tạo bước phát triển căn bản về công tác đối ngoại nhân dân và công tác xây dựng tổ chức liên hiệp phát triển vững mạnh, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại, tăng cường công tác vận động, viện trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm tạo thêm nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chủ động và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền đối ngoại, làm cho bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới ngày càng hiểu đúng và đầy đủ hơn về đất nước và con người Việt Nam, về công cuộc đổi mới của đất nước, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước và của tỉnh. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa 3 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh khóa 3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Sự và chỉ đạo có đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Hán Đức Nhu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Thảo A Pinh, Chính ủy viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu, các lãnh đạo sở ban ngành và các đơn vị trực thuộc. Triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện ra quân huấn luyện năm 2023 với mục tiêu tổ chức huấn luyện đảm bảo 100% quân số, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng, kiểm tra 3 tiếng nổ đối với chiến sĩ mới chặt chẽ, 100% nội dung khá giỏi, an toàn tuyệt đối, huấn luyện phân đội 100% các nội dung đạt yêu cầu, huấn luyện 100% cơ sở dân quân tự vệ, quân số đạt trên 90%, kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu trở lên, tổ chức diễn tập, luyện tập, hội thi, hội thao, bảo đảm thiết thực, thành tích cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tại buổi lễ giao quân huấn luyện, đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khẳng định vai trò công tác huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong năm qua, động viên khích lệ tinh thần các chiến sĩ mới,
thực hiện tốt huấn luyện năm 2023 với chủ đề năm tổ chức điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Thực hiện nghiêm chỉ thị số 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp chế độ chính quy, tăng cường quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội. Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Bộ Chỉ huy Quân sự đề ra 5 mục tiêu cụ thể với chủ đề ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Toàn lực lượng đẩy mạnh thực hiện phong trào, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, đơn vị quản lý tài chính tốt. Cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác. Đợt thi đua sẽ cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, xã Bản Bo, huyện Tam Đường đã đẩy mạnh chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây chè. Sau nhiều năm trồng và chăm sóc, cây chè đã từng bước khẳng định được vị thế và trở thành cây trồng mũi nhọn của xã. Sau đây là ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Gia đình chị Đèo Thị Thư, bản Hợp Nhất, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, trước đây chỉ trồng lúa, trồng ngô cho năng suất chất lượng thấp, kinh tế gia đình khó khăn. Được xã tuyên truyền vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gia đình chị đã chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng chè. Đến nay, gia đình chị có khoảng 2 hectare chè. Nhờ chủ động chăm sóc bón phân đầy đủ nên diện tích chè của gia đình chị phát triển tốt, cây chè đã giúp gia đình chị có cuộc sống ấm no và sung túc hơn. Trong thời gian qua thì tôi bà làm theo Bác về phát triển trồng chè và phát triển nuôi lợn, gà, vịt. Rồi là trong khi đó chị em thấy tôi làm được thì các chị em cũng học tập và làm theo tôi. Xác định cây chè là cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân địa phương. Từ năm 2008 đến nay, xã Bản Bo vận động bà con chuyển đổi diện tích trồng ngô, lúa một vụ kém hiệu quả sang trồng chè. Hiện nay tổng diện tích chè trên địa bàn xã có trên 860 ha, trong đó chè cho thu hoạch hơn 500 ha. Tổng sản lượng chè búp tươi năm 2022 đạt 6.500 tấn. Từ việc thâm canh cây chè chất lượng cao, đến nay đời sống người dân ngày một nâng cao. Từ trồng chè, nhiều ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, có tiền sắm sửa đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, con cái được học hành đầy đủ hơn. Để cây chè thực sự là cây mũi nhọn giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nhất là tại các bản khó khăn của xã. Hiện nay, xã Bản Bo đang tích cực có những chiến lược cụ thể để giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc phát triển cây chè trong thời gian tới. Đối với công tác xóa đói giảm nghèo, thì đối với cấp ủy chính quyền, chúng tôi xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Thế thì trong năm 2022, chúng tôi đã chỉ đạo các cái ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác hướng dẫn cũng như là vận động, chỉ đạo bà con nhân dân tập trung phát triển sản xuất, thâm canh tăng vụ để nâng cao thu nhập cho bà con dân, giúp bà con nhân dân là xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhờ có chương trình trọng điểm này, với sự cố gắng của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như sự đồng lòng của bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thì cây chè trên địa bàn xã Bản Bo được đánh giá là cây có giá trị kinh tế, cây mũi nhọn trong xóa đói giảm nghèo của địa phương. Thưa quý vị, sau gần 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã dần đi vào nền nếp, ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được nghiêm túc đưa vào chương trình hành động của cấp ủy, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình kế hoạch công tác hàng năm, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị về lãnh đạo thực hiện. Việc xác định các nội dung trọng tâm, đột phá để thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Là một trong những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, ông Tần A Báo, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ bản Tà Phìn, xã Tà Phìn, luôn thấm nhuần việc học Bác phải thường xuyên và liên tục.
không chỉ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, sẵn sàng giúp đỡ bà con. Với trách nhiệm của một người có uy tín ở khu dân cư, ông Tám luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của chi bộ và phát triển kinh tế gia đình. Chấp hành điều lệ Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng tham gia sinh hoạt và đầy đủ góp tham gia đảng phí đầy đủ. Còn ngoài ra thì bản thân tôi cũng bán hàng tạm hóa, đó là phục vụ cho các cháu học sinh cái thứ và sửa xe máy phục vụ cho dân bản ở đây thôi. Sau gần 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị đã tạo những chuyển biến tích cực trong cấp ủy, cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở. Qua học tập sinh hoạt đã giúp cho cán bộ công chức viên chức và đảng viên có ý thức trách nhiệm hơn với công việc, chấp hành tốt quy chế, nội quy làm việc của cơ quan đơn vị. Đối với đồng bào trên vùng sâu vùng xa đấy thì cái khó khăn nhất là cái ngôn ngữ là họ là không thạo tiếng phổ thông, cho nên quá trình tuyên truyền cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên đấy, chúng tôi là phát huy cái đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, trong đó tôi cũng là một thành viên trong đó, thì chúng tôi đi tuyên truyền, chúng ta cũng rất là tích cực đi đến tận ngõ ngách, tận bản làng, tận xã, tận gia đình, thậm chí lên tận trên nương để tuyên truyền những cái nội dung liên quan những cái vấn đề đấy, thì dần dần là đồng bào cũng có phần cải thiện được một phần về cái giảm thiểu được cái tỷ lệ tảo hôn, cận huyết thống và cái lấy vợ lấy chồng sớm ấy. Đảng bộ huyện Sìn Hồ có 55 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 22 đảng bộ xã thị trấn, 318 chi bộ trực thuộc cơ sở với gần 4.000 đảng viên. Nghiêm túc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo các địa phương đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trung thực của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Duy trì thường xuyên việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tự soi, tự sửa trong từng cấp ủy, chi bộ và mỗi cán bộ đảng viên. Thực hiện các cái nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là có gắn chặt với lại cái việc thực hiện cái trách nhiệm mà nêu gương, đề cao cái trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Và mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên là những người đứng đầu các tổ chức đảng và thủ trưởng các cơ quan đã là những tấm gương trong cái vấn đề rèn luyện là thực hiện cái chức trách nhiệm vụ được giao, tạo sức lan tỏa đối với lại cán bộ công chức viên chức cũng như là đồng bào nhân dân các dân tộc ở trên địa bàn. Thì có thể khẳng định là việc thực hiện cái trách nhiệm nêu gương trong thời gian vừa qua ở trên địa bàn huyện Sìn Hồ cũng đã được thực hiện một cách nghiêm túc và đã có cái tác động tích cực đến cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả kết luận số 01, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong huyện thường xuyên đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời những vụ việc nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị, những năm qua, huyện ủy Phong Thổ đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về việc thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Một trong những giải pháp được chú trọng là đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Từ đó có tác dụng phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ. Mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Vâng, thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết thì thời gian qua việc đấu tranh ngăn chặn các cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên thì đã được Đảng bộ huyện Phong Thổ triển khai thực hiện như nào theo cái tinh thần của nghị quyết Trung ương 4 cũng như là cái kết luận 21 của Bộ Chính trị. Vâng, như các đồng chí đã biết, một trong những cái hoạt động của công tác xây dựng Đảng đó là cái công tác đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Thế và trong những năm qua thì Đảng bộ huyện Phong Thổ
đã luôn luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Và đây chính là coi đây là cái nền tảng và là cái động lực tinh thần để phát triển xã hội. Và đạo đức là cái gốc của mỗi con người. Và nhận thức được cái vai trò quan trọng của công tác tư tưởng cũng như là công tác chính trị, đạo đức lối sống, trong những năm qua thì Đảng bộ đã luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Sau 7 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và 2 năm thực hiện cái kết luận số 21 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện đã đạt được những cái kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ đảng viên đã nhận diện rõ những cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, cũng như những cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Và từ đó đã chủ động đấu tranh ngăn chặn các cái biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, cũng như là những cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Từ đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng đảng nói chung, cũng như là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Xin đồng chí cho biết thì đối với cái công tác kiểm tra giám sát thì đã được đảng bộ huyện triển khai thực hiện như nào trong cái vấn đề mà thực hiện nghị quyết Trung ương 4 cũng như là kết luận 21? Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cái nhiệm vụ chính trị nói chung thì đảng bộ huyện luôn luôn coi trọng cái công tác kiểm tra giám sát đối với đội ngũ cán bộ đảng viên cũng như là các tổ chức cơ sở đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã quan tâm lựa chọn nhân sự làm công tác kiểm tra giám sát từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Và trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng luôn luôn chỉ đạo đối với lại cấp ủy cũng như là ủy ban kiểm tra các cấp là tăng cường công tác kiểm tra các cái cơ quan đơn vị có những cái dấu hiệu vi phạm. Thế và trong quá trình triển khai thực hiện thì các cái cuộc kiểm tra giám sát của huyện ủy thì cũng đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định. Thế và từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì huyện ủy cũng đã triển khai là kiểm tra 274 tổ chức cơ sở đảng và 181 đảng viên. Và trong đó thì kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng và 29 đảng viên. Triển khai giám sát cho đối với 162 tổ chức đảng, 240 đảng viên. Và thi hành kỷ luật, trong đó thì thi hành kỷ luật là 53 đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở cấp mình kịp thời, đúng quy định của đảng và chú trọng đến công tác kiểm tra đối với các cái trường hợp có cái dấu hiệu vi phạm. Vâng, xin đồng chí cho biết thì trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt hơn nữa cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cũng như là kết luận 21 của Bộ Chính trị thì Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục đề ra những cái nhiệm vụ trọng tâm như thế nào? Trong cái thời gian tới, Đảng bộ cũng đề ra một số cái nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và chú trọng đến nắm bắt tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở để từ đó để chúng ta thực hiện tốt để nâng cao cái chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn cái tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cũng như là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, bởi vì cái đội ngũ cán bộ là cái khâu quyết định đến cái sự thành bại các cái hoạt động, và tập trung xây dựng cái đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh để từ đó đội ngũ cán để có cái để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đảng bộ cũng quan tâm đến cái việc là tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng gắn với công tác kiểm tra giám sát với công tác quản lý cán bộ đảng viên, đặc biệt là chú trọng đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng đưa cái nội dung nghị quyết Trung ương 4 và cái chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
Trong tháng 2, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ, khởi tố điều tra theo thẩm quyền 4 vụ, 4 đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chân ma túy. Tăng vật thu giữ là 9,82 gram heroin, một xe máy. Hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an các huyện Mường Tè, Phong Thổ thụ lý theo quy định của pháp luật. Xác định tình hình dịch bệnh được kiểm soát, việc thông thương tại khu vực cửa khẩu thuận lợi và tình hình tội phạm biên giới có chiều hướng gia tăng. Do đó, lực lượng biên phòng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Cùng với đó, phối hợp với chính quyền các xã, đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân, cảnh giác với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Cùng với đó, thực hiện tốt việc tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Cùng với công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện luật lâm nghiệp phòng cháy chữa cháy rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong năm 2022, huyện Tam Đường đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển rừng bền vững, khoán bảo vệ rừng 33.772 ha, khoanh nuôi rừng tái sinh 2.500 ha, trồng rừng bằng cây gỗ lớn trên 198 ha, trong đó trồng theo dự án trên 80, nhân dân tự đầu tư 118 ha, phối hợp chi trả tiền khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 2.350 ha, hỗ trợ duy tu bảo dưỡng đường băng trắng cản lửa trên 40 ha và chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng kinh phí trên 42 tỷ 231 triệu đồng. Năm 2022 xảy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Hồ Thầu và Thèn Xin làm thiệt hại 0,209 ha rừng trồng sản xuất và 1,8575 ha cây trồng chưa thành rừng. Xử phạt vi phạm hành chính 34 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, phạt tiền trên 397 triệu đồng, tịch thu tăng vật xung công quỹ theo quy định. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.